cái được lỡ nhắn tin gì có người xem được mất công nữa. Điện thoại của em á hả? XS Max anh. iPhone 11 chắc lêu đẹp lắm ha. Bởi vì iPhone 11 ra rồi đó. Thấy rõ luôn phải không? Thấy rõ mắt em vẫn còn thâm luôn phải không? Sao vậy nè, từng là người quan trọng mà. Xem thử hello tiếng Ruby đúng không, mong xẹp rồi đó off rồi. Buồn không? Buồn không? Hey. Rồi, ra buồn rồi. Cái này em đã nói ngay từ đầu rồi mà, không phải mới nói đây đâu. Từng là cơn gió ngang trời, mọi người xung quanh nhau cho ta biết có thấm không về nữa đâu. Đặt chọn những tiếng sai mà, giờ này ai để nguyện làm chi để rồi bỏ đi. Đừng bao giờ để cảm xúc, đừng bao giờ để những lời nói của người khác làm mình bị tụt cảm xúc. Có nghĩa là tại sao phải vì một người hoặc vì một lời nói